300 nha các bạn. Ok, thì bây giờ cái số tiền này mình sẽ gửi cho chú Huy để chú Huy cầm hộ Tuân Trẻ Châu. Ăn trộm, ăn cắp hả? Tao bắt lên phường hết. Đây, cảm ơn anh bảo vệ nhá. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân, Trường Quân Chí ở đây. Và ngày hôm nay không phải là một clip tròn hay cũng không phải là một clip ăn hám tử, mà sẽ là một clip mà mình sẽ trả lương cho các thành viên trong team của mình và thưởng Tết cho các thành viên trong team của mình nha các bạn. Thì đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ trái tim của mình đến tất cả những các bạn thời gian qua, năm qua và nhiều năm qua đã ủng hộ cho mình cũng như là kênh của mình và team của mình. Thì tình yêu của các bạn dành cho bọn mình là cực kỳ lớn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok, thì nhân dịp năm mới, năm 2023 chuẩn bị đến gần, mình kính chúc tất cả các bạn đang xem video của mình và gia đình của các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước, sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim. Và đặc biệt là phải có sức khỏe thật là tốt nha. Có sức khỏe thì có tất cả, đúng không các bạn? Thì mình hy vọng là trong tương lai các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như là team của bọn mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào với chủ đề chính của video ngày hôm nay nha các bạn. Người đầu tiên, người đã đi cùng với đệ mình ngay từ những clip đầu tiên mà mình làm vlog. Thì chắc hẳn mình nói như này thì các bạn cũng biết đấy là ai đúng không? Đấy chính là Tuân Trẻ Châu. Thì Tuân Trẻ Châu làm clip với mình thì Tuân Trẻ Châu được mình trả lương theo năm nha các bạn. Còn như là Biểu Béo, Ngọc, mấy thanh niên kia thì trả lương theo tháng, theo ngày. Tháng nào lấy tiền tháng đấy, ngày nào lấy tiền ngày đấy. Và bây giờ đầu tiên để có thể trả lương được cho Tuân Trẻ Châu thì mình sẽ phải đi tìm Tuân Trẻ Châu. Không biết bây giờ Tuân Trẻ Châu đang ở đâu ta? Trời ơi, bố, Tết nhất đến nơi là bố đừng làm cái này nữa, để con làm cho bố, đến kia bố ngồi nghỉ đi. Trời ơi, mấy cái này để con làm cho bố. Bố có bị đau ở đâu không? Già cả rồi, mấy cái việc này để con làm cho, chứ mấy cái này nặng nhọc lắm đó bố. Hay đi chơi điện tử mà ở nhà ngoan phết nhỉ chú Huy nhỉ? Nó cũng có lúc là nó ngoan, có lúc thì nó cũng mải chơi. Cháu thấy thương cha thương mẹ như thế mà. Mà chú hay ghê. Tết nhất đến nơi rồi, người ta ở nhà người ta đón Tết rồi, chú cũng già cả rồi ở nhà đón Tết chứ. Còn đi ra ngoài đây làm gì? Thì cũng phải Tết thì Tết chứ cũng phải làm kiếm đồng để còn lấy tiền sắm Tết đi. Thì Tết mới có đồ ăn nghỉ Tết. Vâng, thì ngày hôm nay cháu tới cháu tìm chú Huy với em Tuân Trẻ Châu. Và cháu làm YouTube với em Tuân Trẻ Châu á là cũng được 3 4 năm nay rồi. Chắc chú Huy cũng biết mấy năm trước là cháu cũng đều trả lương trả công cho nó đấy. Thì năm nay cháu lại tiếp tục trả công cho nó. Thì nó thì Tuân Trẻ Châu này nó gắn bó với cháu, nó làm từ lúc mà cháu mới làm vlog tới tận bây giờ rồi. Còn cái hồi cháu làm game thì nó không làm chung với cháu. Thì ngày hôm nay cháu mới đi rút ngân hàng về được ít tiền thì cháu qua đây cháu gọi là cháu trả tiền công cho Tuân Trẻ Châu. Mà cái số tiền này nó cũng khá là lớn. Ngay cả đối với cháu và đối với chú cũng là lớn, mà đối với thằng Quân thì lại là cái số tiền rất là lớn rồi. Cho nên cháu muốn đưa cái số tiền này cho phụ huynh của nó là chú Huy với cô Hoàng. Mà đấy cháu sang nhà thì cháu không thấy chú với cô ở nhà, thì lòi ra mới biết là lên đây lên giấy đi làm để kiếm tiền. Khổ gần Tết rồi mà vẫn đi làm, Tuân Trẻ Châu chịu khó phết nhỉ. Đấy, các bạn có thể thấy là Tuân Trẻ Châu gần Tết rồi nhưng mà vẫn đi làm để phụ ba mẹ, để Tết có cái Tết ấm no ấm cúng hơn các bạn. Thì ở đây thì ở đây là cái số tiền mà năm nay cháu trả cho Tuân Trẻ Châu. Ở đây là mỗi cọc như này là 50 triệu nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy, đấy là toàn tờ 500 nghìn thôi. Ok, đấy. Thì ở đây cứ một cọc là 50 triệu. Và ở đây mình có 6 cọc nha các bạn. Đây mình sẽ đếm các bạn xem luôn. 2 cọc, 3 cọc là 150 này. Rồi 200 và 300 nha các bạn. Ok, thì bây giờ cái số tiền này mình sẽ gửi cho chú Huy để chú Huy cầm hộ Tuân Trẻ Châu.
trộm, ăn cắp hả? Tao bắt lên phường hết. Đây, cảm ơn anh bảo vệ nhá. À, không được. Nếu mà trả lương cho Tuân Trẻ Châu ở ngoài đường như vậy thì quá là nguy hiểm. Mình phải gọi bố mẹ của Tuân Trẻ Châu sang nhà mình cho an toàn nha các bạn. Rất cảm ơn chú Huy đã bớt chút thời gian của chú Huy để qua bên đây nói chuyện với cháu. Vâng, thì ngày hôm nay thì chắc chú Huy cũng biết là cuối năm rồi, cũng sắp Tết rồi, năm nào cũng như năm nào, cứ gần cuối năm là cháu trả lương cho Tuân Trẻ Châu. Đấy, Tuân Trẻ Châu thì nó làm với cháu là nó làm theo năm, cháu trả lương của nó theo năm. Đấy, cho nên nó cũng được một số tiền khá là nhiều. Thì cái số tiền này nó khá là lớn, cho nên cháu không thể đưa cho nó được, tại vì nó có thể làm mất hoặc nó mang đi nó tiêu xài hoặc là người xấu sẽ lợi dụng nó. Cho nên cháu gọi chú qua đây để trả lương cho Tuân Trẻ Châu cho chú. Thì năm nay Tuân Trẻ Châu làm với cháu thì cháu trả cho Tuân Trẻ Châu đấy là 300 triệu nha chú. Đấy, cứ một cặp này là 50. Đấy, 4 cặp này, 6 cặp, ok. Và đây là cái số tiền là 300 triệu. Đấy, cháu trả lương cho Tuân Trẻ Châu năm nay. Thì năm nay Tuân Trẻ Châu nó làm được nhiều hơn năm trước, thì cứ làm với cháu lâu thì cứ mỗi năm cháu sẽ tăng lên, cháu sẽ tăng lên thôi. Thì chú cũng cảm ơn Tư Quy đã trả lương cho Tuân Trẻ Châu để Tuân Trẻ Châu có tiền sau này khởi nghiệp. À, nói chung là sau này Tuân Trẻ Châu lớn thì cũng có một cái số tiền để gọi là làm ăn hoặc là đi học hành này kia đúng không? Đúng rồi. Sau này có công việc thì mình có tiền để mình làm vốn, làm cơ sở để mình làm cho công việc tương lai sau này. Dạ. Tiết kiệm cho Tuân Trẻ Châu. Dạ. Chứ còn để ở nhà thì bây giờ mình thời kỳ công nghệ là người ta dùng, người ta toàn dùng tiền online với lại người ta chuyển khoản cho nhau không, cho nên mình không nên để tiền mặt ở nhà. Cái thứ nhất là nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đấy, thì cháu góp ý cho chú là như vậy. Đấy, chú mang đi, chú xuống ngân hàng, chú gửi cho nó an toàn. Đấy là tiền nó cứ ở đấy, nó chả mất đi đâu được. Đấy, ok, thì rất một lần nữa cảm ơn chú nhá. Chú cảm ơn cháu nhá. Vâng, và cũng một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho TQ97 và team Trẻ Châu của bọn mình nha các bạn. Không biết là Tuân Trẻ Châu nhân dịp năm mới chuẩn bị tới thì có muốn lời nào muốn chúc đến các bạn không? Thì năm mới mình chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, có nhiều việc lì xì nha các bạn. Ui em, ra đây. Ok, Biểu đang ngồi xem TV ở bên trong các bạn. Chuẩn bị hết năm, chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Thì năm mới không biết là em có cái lời nào mà muốn chúc các bạn đang xem video không? Mình chúc à? Ừ, chúc thì... các bạn đi. Mình chúc các bạn là năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, với cả tài lộc nhiều, với cả là mấy bạn nhỏ sẽ được lì xì nhiều tiền tới là nhiều luôn nha các bạn. Ok, thì Biểu biết hôm nay em qua đây để làm gì không? Không anh. Thì hôm nay em qua đây là Tết sắp tới rồi, chỉ còn có khoảng tầm 7-8 ngày nữa là tới Tết rồi. Thì anh qua đây để ăn thưởng Tết cho em. Thì coi như là cảm ơn em là năm vừa qua là đã đồng hành cùng với lại team quay video của TQ97. Ok, thì đây. Ủa? Thế là mày chết thưởng cho Biểu Béo đấy là 1 triệu đồng nha bạn. Ok, rồi, chúc mừng em. Ok, bye em nha, bây giờ anh còn phải đi ăn thưởng Tết cho mấy bạn trong team còn lại nữa. Bye em. Ngoài năm mới nhiều sức khỏe nha em. Dạ dạ, bye bye em. Ok, và thành viên tiếp theo đấy là thanh niên Ngọc nha các bạn. Thì đây là nhà của thanh niên Ngọc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi thanh niên Ngọc ra. Ngọc ơi! Ra đây em. Đủ cửa mở được này. Đây mình cửa đóng chứ. Ra đây. Ui, nhìn gì nhiều ấy. Ok, thì chuẩn bị tới năm mới thì không biết là em có gì muốn chúc cho các bạn không? Thì gần qua năm mới rồi, mình chúc các bạn ấy ra. An khang thịnh vượng, phát lộc, phát tài phát lộc. Ok, thì mặc dù là mồm miệng của thanh niên Ngọc ở ngoài đời thì nó không có được nhăn nhẹn các bạn, nhưng mà có chút như vậy cũng ok rồi. Để em thưởng Tết cho em á. Thì hồi đó em quay với anh, em quay theo tháng hay theo năm hay theo ngày? Theo tháng. Theo tháng là tháng nào chẳng tiền ở đấy rồi đúng không? Dạ. Cho nên là bây giờ anh qua anh chỉ thưởng Tết cho em thôi. Ok, thì ở đây anh sẽ thưởng Tết cho em, đấy là 1 triệu.
Ok. Và thưởng cho bé Thi thêm 1 triệu nữa. Đấy, bé Thi là em gái có ở nhà không? Có. Thi ơi. Thi ơi. Thôi được rồi, để ăn để đưa cho Thi, xong cái Thi nó lại không biết. Em ơi. Thôi. Tiền rút của ngân hàng. Đây. Phải dắt như thế này ta. Ra đây. Đưa ra đây. Ra đây. Ồ, khổ quá, mình tới mình thưởng Tết cho nó còn bảo ra đây làm cái gì. Đây là em gái của Ngọc nha các bạn, tên là Thi, cũng hay quay video cho mình. Đây. Rồi năm mới em có muốn chúc các bạn là cái gì không? Không biết chúc gì hết hả? Ok thì năm mới Tết cho hai anh em nhà em mỗi người 1 triệu, ok chưa? Ok rồi, chúc mừng năm mới nhá. Thôi ra đây em. Chú làm gì còn bị nhốt ở nhà, khóa cửa là vậy? Chú ra đây nói chuyện coi. Chú chà, may mà có mình tới mình cứu nó chứ không là nó bị nhốt ở nhà luôn rồi các bạn. Ok thì chuẩn bị sang năm mới rồi, có gì muốn chúc các bạn không? Năm mới mình chúc các bạn ăn khen thần vượng mình sẽ nhớ sức khỏe sức lòng nha. Chúc đàng hoàng, chúc gì mà nói nhanh như gió thế nào, chúc bạn sang năm mới mình chúc các bạn bạn sự nhớ ấy là phát tài khỏe mạnh học giỏi. Ok thì biết hôm nay qua đây làm gì không? Không. Thì cũng chỉ bị tới năm mới rồi hả? Thì em cũng hay đi quay cho anh á, cho nên là anh qua đây để anh thưởng Tết cho em. Ok thì đây anh thưởng Tết cho 1 triệu. Xin. Ok chưa? Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi gặp những thành viên khác và thưởng Tết cho những thành viên đấy nha các bạn. Còn vào đây mình có tận 2 thành viên, đấy là Cò và Bé Oanh nha các bạn. Thì đây cũng là 2 anh em nha các bạn. Ok thì mình sẽ thưởng Tết cho mỗi người 1 triệu. Em cảm ơn. Năm mới, chúc các bạn năm mới vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha các bạn. Hôm nay mình đi thưởng Tết cho cả team mình, mất cả buổi chiều khá là mệt nhưng mà rất là vui nha các bạn. Ok thì hiện tại thì vẫn còn rất nhiều bạn đã từng quay cho mình rồi, thì mình sẽ đi thưởng Tết hết cho những bạn đấy nhá. Và mình sẽ không quay lại được hết các bạn, tại vì nhiều quá mình không quay hết được, cho nên clip của mình sẽ dừng lại ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.